À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện, em là Lam ở Thái Bình. À, xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe điện 4 bánh mà mẫu bánh bản lớn luôn nhé. À, mẫu này rất là đẹp. À, bánh có thông số là 235 trên 30 trừ 14. À, mẫu này thì bản rộng là 22 cm, đường kính là 48 đến 50 cm, bản rất là rộng, bánh rộng. Cấu hình thì hệ thống treo trước và treo sau, hệ thống lái full phụ kiện. À, bộ này thì thích hợp cho các bác làm xe có tải trọng 4 người đến 5 người, tùy theo cấu hình mình chọn động cơ. Như cái bộ này thì khách lựa chọn là động cơ 1000W. Bộ này thì bên em có tối đa là 1500 và 2000W nữa nhé. Thì tùy khách lựa chọn. Hệ thống treo độc lập. À, hệ thống treo hai chữ A này. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết cho các bác từng món một để cho các bác xem cụ thể hơn. Đây là cái phần hệ thống treo cầu trước này. Đấy. Cầu trước hai chữ A. Loại này thì tối thiểu các bác làm là phải có chiều ngang là 1 m, chưa tính bánh nhá. Thì nắp chữ A nó mới cân đối được. Các bác làm bé quá thì chữ A và thước lái nó sẽ khó cơ cân chuẩn. Cỡ này thì thường thường là nếu chuẩn nhất thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1m1 đến 1m2. Là đẹp nhất. Còn mét 1, mét 2 thì lắp bánh nó sẽ ra thêm 20 cm nữa. Ví dụ mét 1 ra mét 3 mà mét 2 ra mét 4. Càng chữ A thì có căn chỉnh. Đây. Hệ thống chữ A này. Hệ thống chữ A có căn chỉnh. Sau khi lắp đặt lên thì mình sẽ chỉnh con ốc này có độ nghiêng theo ý mình luôn. Đấy. Và bao giờ cái phần đỡ chữ A ở dưới nó sẽ ngắn hơn. Cái phần đỡ chữ A ở trên nó sẽ lệch. Cái càng A trên ngắn hơn càng A dưới. Thì không biết là ngày xưa các bạn có xem video về chữ A của mình rồi ấy. Thì bên em có giải thích cho khách hàng là tại sao người ta không làm hai chữ A bằng nhau. Và rất nhiều các bác bây giờ là làm tự chế là dùng hai chữ A bằng nhau. Hai chữ A bằng nhau thì nó có cái hay là dễ làm, dễ lắp đặt và dễ căn chỉnh. Tuy nhiên thì nó lại sai về kỹ thuật. À, tại sao em có thể nói sai về kỹ thuật ấy? Vì đối với hai chữ A song song ấy, thì khi các bạn nhún ra, nhún lên và nhún xuống thì khoảng cách giữa hai cái bánh xe nó sẽ bị co vào và thu ra. Đấy, nó sẽ là khoảng cách nó sẽ co vào và thu ra. Cho nên là lốp nó sẽ bị mòn nhanh hơn rất là nhiều. Mỗi lần giảm xóc là nó sẽ bị như vậy. À, còn đối với cái chữ A mà bên trên ngắn và bên dưới dài ấy thì nó lại khác. Khi các bạn nhún lên thì cái bánh nó sẽ hơi bị choãi cái bánh xe ra phía bên ngoài một chút. Đấy. Đấy, tuy nhiên thì ở phía trên nó lại hơi thu vào một tí. Đâm ra là từ đó suy ra là khi các bạn nhún lên thì cái khoảng cách giữa bánh bên trái và bánh bên phải nó sẽ không thay đổi. Cái đó là về bên mặt hình học, chứ không phải là tự nhiên người ta làm A ngắn và A dài. Đấy là phân tích cho các bác, để các bác dễ hình dung. Còn bên em bày thêm một cái bộ càng chữ A khác ra đây nữa, thì để cho khách hàng có hai sự lựa chọn. Cái chữ A này thì nó không căn chỉnh, mà mình sẽ phải lắp nó, bánh nó vuông góc với mặt đất ngay từ đầu tiên. Đấy, thì cách lắp đặt đấy thì cũng không có gì phức tạp cả. Thì đầu tiên các bạn hàn khung lên, tính khoảng cách các bạn lắp chữ A dưới trước. Độ dốc là 7 cm. Từ đầu là đến này là dốc xuống là 7 cm. Và các bạn tính tải trọng để làm sao mà khi mình lắp hết xe lên rồi ấy, nó là 7 cm nhá. Đấy, chứ không là các bác lắp 7 cm trước ấy, đến lúc tải trọng vào ấy, là nhún nó sẽ bị kịch nhún. Và các bác phải chọn cái nhún nào nó có độ cứng mà khi các bạn lên xe nó gần như là nó không chịu giảm xóc nhiều.
Đây cái giảm xóc này là bên em đưa minh họa thôi, còn khách hàng phải tùy chọn loại cứng hay loại mềm theo tải trọng. Thì sau đó sau khi đã hàn độ dốc thì các bác lắp bánh vào. Các bác căn bánh làm sao cho nó vuông góc với mặt đất. Sau đó là các bác bắt cái này lên xe và bắt song song với cái càng dưới. Đấy là nguyên tắc làm như thế. Còn cái phần ngắn này không nhất thiết là cái phần chữ A này phải bằng phần chữ A này, khung nó có thể thu vào thu ra. Đấy là phần chữ A và giải thích tại sao A nó lại có ngắn và có dài khác nhau. Phần thước lái đây, đây là phần thước lái của nó. Phần thước lái hai đầu. Bộ càng chữ A này chỉ có thể sử dụng thước lái hai đầu thôi. Các bạn đặt cái này bên đằng trước cũng được. Đặt bên cái này đặt về phía đằng sau cũng được, không quan trọng. Thước lái nó sẽ thay đổi được thuận ngược, thì chỉ cần đảo đầu thước lái đi thôi. Ví dụ như các bác A đánh vô lăng ngược thì đánh đảo đầu thước lái thì nó sẽ xuôi. Nhưng nhất thiết là cái phần cao này nó phải ở trên, phần thấp này là phải ở dưới, nên là lắp chữ A là nó như thế. Vành này thì là vành có tim ốc 70 các bác nhé. Tim ốc 70. Tim ốc 70. Vì nó là tim ốc 70 nên giá nó sẽ cao hơn một chút so với vành AVTV bình thường. Bộ càng A này các bác thích loại nào cũng được nhé. Sở dĩ là tại sao lại có cái loại A không căn chỉnh thì cái này thì tuy rằng nó không có căn chỉnh nhưng mà các bác làm loại này thì nó sẽ có độ cứng vững cao hơn so với cái độ này, cái bộ có căn chỉnh này. Đấy. Thì tùy khách hàng nha, nếu các bạn căn chỉnh được ngay từ đầu thì sử dụng bộ này là hay hơn. Bộ này thì làm để căn chỉnh sau thôi. Gọi là mình lười hơn thì mình dùng cái bộ này. Đấy, tùy khách hàng nhé. Đây phụ kiện là đầy đủ, phụ kiện u nhíp u càng là đầy đủ. Đây hệ thống lái đây, đây là bộ phụ kiện là ốp nhựa, ổ khóa, cụm công tắc, chân ga. Chân ga các bạn có thể loại treo lại được. Đây là bộ hạ nguồn từ 30A, từ 4860 7284 số 12V để lui hệ thống. Đấy. Đây là vô lăng thì có rất nhiều mẫu nhé. Logo thì các bạn thích dán loại nào thì dán, cái này bên em không dán bởi vì dán cái loại của hãng vào ấy, người ta kiện về bản quyền hoặc là hàng giả nó rất là nguy hiểm. Cho nên là khách về nhà đồ chơi thì thích dán cái gì thì dán. Thì nhiều bác dán BMW kép ở đấy. Tuy nhiên là cái đấy nó là vi phạm về bản quyền. À, giới thiệu về cái bộ cầu sau. Nên cầu sau phanh dầu phanh đĩa. Cầu này thì bên em có rất là nhiều cỡ. Tuy nhiên như em đã phân tích rồi ấy, thì các bác có thể làm dao động từ 1m1 đến 1m3, 1m cho đến 1m3 là vừa với cái hệ thống lái nó hợp lý hơn. Động cơ 60V 1000. Bên em bán hàng chuẩn nhá, 1000 của nó rất là to chứ không phải nhỏ nhỏ đâu. Nhiều chỗ người ta bán cái là 1500 luôn đấy. Nó chỉ khác cái đóng dấu ở đây thôi. Cái này thì đóng dấu nó sẽ không có tác dụng lắm đâu. Những cái con số các bác nhìn ở trên này không thể đánh giá được cái độ ấy đâu. Các bạn thường thường sẽ phải dùng cái cân lặng để đánh giá cái công suất thực. Công suất thì nó vẫn đúng đấy, nó liên quan đến mô men xoắn thôi. Đây là chân ga này. Và một con động cơ không không phải đánh giá qua cái công suất thì sẽ biết độ mạnh hay độ yếu, mà nó còn liên quan đến dòng điện nữa. Công suất kết hợp với dòng điện thì sẽ ra mô men xoắn là cái lực xoắn của cái động cái trục này này. Đấy, nếu mà lực xoắn yếu thì động cơ cầu xe nó sẽ yếu. Một số cái dòng xe nhập khẩu bên Trung Quốc cái loại 6 7 chục ấy thì động cơ nó vẫn như này thôi. Nhưng mà nó là 1500, nó chỉ 5 cân thôi, chứ còn thực tế là một con 1500 bên em bán nó phải rơi vào tầm 7 cân cơ. Đấy nó mới là hàng chuẩn. Công suất nó mới mô men xoắn nó mới cao, chứ mình nói hàng chuẩn thì cái kia nó vẫn chuẩn nhưng mà mô men xoắn nó thấp. Đây là hệ thống treo này. Giới thiệu một cái về hệ thống treo nữa. Xin giới thiệu thêm về cái hệ thống treo này. Đây, hệ thống treo này có chiều cao là 24 23 24 cm tính cả độn gối này.
Đây là cái thanh cân thanh thanh giảm xóc này, thanh chữ Y này, thanh chữ Y này để giữ cái cầu này. Cái cầu này sẽ cần phải thêm một thanh răng ngang nữa. Đấy, nên là cái hệ thống giảm xóc treo lò xo. Còn đây là cái thanh này là thanh giảm giật. Cái thanh này ấy, thì nó có tác dụng là như thế này. Khi các bạn nhún xuống ấy, thì hệ thống lò xo nó sẽ nhún xuống và nó sẽ bật lại rất là nhanh. Vì vậy cái thanh này thì nó lại có cái tác dụng ngược lại là lúc nhún thì xuống rất nhanh, nhưng lúc giãn ra thì nó giãn rất là từ từ. Nó sẽ cho cái cảm giác của các bạn là không bị hất ngược lên ngay lập tức. Thì khi lắp đặt ấy, thì các bác cần phải kéo hết cỡ cái cây này ra, kéo giãn hết cỡ ra, sau đó các bạn đẩy thu vào 2 cm và các bạn hàn lên khung xe. Đấy, các bác lưu ý là như vậy nhé. Đấy, hoặc các bạn có thể cứ kéo giãn hết ra xong các bác lắp lên khung xe, bởi vì khi có tải vào nó sẽ nhún xuống, thì tốt nhất là các bạn cứ kéo hết ra xong nó hàn cái khung, thì vị trí nó nằm ở điểm nào thì sẽ hàn cái gối đỡ ở điểm đó. Đấy là phần hệ thống treo lò xo. Đây, cầu phanh dầu này, con này piston đôi nhé, tổng phanh đôi đấy. Cái piston của nó là trong này sẽ có 2 xi lanh, phanh rất là ăn, cảm giác rất là êm. Đây, tất cả các thứ là ốc chống trôi, đầy bộ dây điện của một con ô tô, nó rất là nhiều đồ như này. Bên em sẽ hỗ trợ cho khách hàng về phần đầu lối nhé. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến cái bánh xe này. Con bánh này rất là to các nhìn. Đấy, bản con này là bản là 14 14 inch 235 là trên 30 trừ 14 14 inch. Thì em sẽ giải thích cho các bác một cái thông số mà các bác hay đọc ở những cái này, cái lốp này, để các bác nhiều khi xem video cũng có thể thu lại được một số cái kiến thức gì đó mà có thể là sẽ không có ai giải trình cho các bạn nhiều. Ngoài ví dụ như thông số 235 có nghĩa là cái bản rộng của lốp nó là 23,5 cm trên 30, 30 tức là 30%. Đây, cái phần dày của cái lốp này nó sẽ bằng 30% của cái phần hông này. Đấy là phần 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 chiều dày của nó nhá. Đấy. À, 14 14 chính là 14 inch, 14 inch nó sẽ được đo bằng cái mép này. Cái mép vành này, từ bên này qua bên này là đo thành đơn vị centi. Thì các bạn muốn nhân chuyển sang inch thì các bạn chia cho 25,4 thì nó sẽ ra là inch. Tuy nhiên nó sẽ không phải là đo từ mép vành này mà nó sẽ đo từ cái chỗ lốp nó cắn ở trong này, từ đây này trừ một tí này sang đây. Thì các bạn cứ lấy thước các bác đo xong các bác chia cho 25,4 thì nó sẽ ra inch. Đấy chính là cái đơn vị tính inch của cái vành xe, tất cả các loại vành. Đấy thì để cho tham khảo thì các bác cứ làm tính như thế. Còn đối với như ví dụ những cái lốp nó sẽ không có trên 30 mà nó ghi là 400 trừ 10. Đấy. Đấy, 400 trừ 10 thì 10 chính là cái thông số inch của cái vành xe. Còn cái 400 này là cái gì hôm trước em làm xong em cũng quên rồi. Đại loại là 400 ấy trừ 10 ấy, thì cái thân này bao nhiêu thì cái thân hông nó bấy nhiêu. Đấy. Đấy là phần lốp xe nhé. Các bác có thể tham khảo. Nói chung bộ này làm xe chơi thì tương đối là ok rồi. Vậy là đây, tổng thể một bộ nó sẽ như vậy. Thì các bác là có thể tham khảo giá thành. Bên em sẽ báo cụ thể. Tổng phanh 4 các bác nhé. Tổng phanh cho 4 cổng ra luôn. 2 cổng ra chia là 4 ngõ. Phanh dầu trước sau. À, mọi chi tiết về thông số kỹ thuật xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.